Xin chào các bạn. Đây là cái đoạn đường từ Sóc Trăng chúng ta đi thành phố Bạc Liêu. Đây là cái đoạn đường trên quốc lộ 1A và từ đây đi đến thành phố Bạc Liêu khoảng chừng hơn 30 km nữa là tới. Đường đang buổi trưa nhưng mà tối. Mây quá trời. Mây đen. Trời nhìn đẫm nước.